Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 3, trang 81, sách giáo khoa, toán bệnh, tập 1. Đề bài đó là xem hình vẽ. Ý A, hãy đo góc O1, góc O3 và so sánh số đo hai góc đó. Ý B, thì chúng ta đo góc O2, O4 và so sánh số đo hai góc đó. Ý C, chúng ta sẽ dự đoán kết quả rút ra được từ câu A và câu B. Thì ở ý A, sau khi đo được xong, cô thu được kết quả đó là số đo góc O1 bằng số đo góc O3 và bằng 30 độ. Sau khi cô đo xong góc O2 và O4 thì cô thấy đó là số đo góc O2 bằng số đo góc O4 và bằng 150 độ. Từ đây thì chúng ta rút ra nhận xét như sau. Chúng ta thấy ô 1 và o 3 theo như định nghĩa chúng ta vừa nói ở trên thì chúng ta có ô 1 và ô 3 là hai góc đối đỉnh. Ô 2 và ô 4 là hai góc đối đỉnh mà chúng ta kiểm tra được sau khi đo kết quả số đo góc thì chúng ta thấy là chúng bằng nhau. Như vậy cô dự đoán được là hai góc đối đỉnh thì sẽ có số đo góc bằng nhau. Dự đoán. Hai góc đối đỉnh thì số đo góc bằng nhau. Như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi số 3 trang 81 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.